Teresa, hoa hồng tình yêu bé nhỏ. Thế kỷ 19 và 20 là hai thế kỷ nổi bật với nhiều cuộc cách mạng lớn. Cách mạng tư tưởng, học thuật, kỹ thuật, nghệ thuật. Bên cạnh đó là cuộc cách mạng tình dục, tình yêu và cao trào giải phóng phụ nữ. Chính trong bối cảnh sóng gió và hầu như mất phương hướng của thế giới với quá nhiều cuộc cách mạng, Teresa như nụ hồng bé nhỏ xuất hiện, mang lại cho thế giới làn khí mới của tình yêu đích thực và hướng đi mới trên hành trình nên thánh. Chào đời ngày 2 tháng 1 năm 1873 và qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1897 ở tuổi 24, cái tuổi đẹp nhất của đời người, Teresa đã sống một cuộc đời được coi là rất bé nhỏ. Là em út bé nhỏ của 8 anh chị, Marie sinh năm 1860 và qua đời năm 1940. Pauline sinh năm 1861 và qua đời năm 1951. Leonie sinh năm 1863 và qua đời năm 1941. Ellen sinh năm 1864 và qua đời năm 1970. Joseph Louis sinh năm 1866 và qua đời năm 1867. Joseph Jean Baptiste sinh năm 1867 và qua đời năm 1868. Céline sinh năm 1896 và qua đời năm 1959. Melanie Terra sinh vào tháng 8 năm 1870 và qua đời vào tháng 10 năm 1870. Sinh ra tại Alençon, thành phố nhỏ bé của nước Pháp. Gửi gắm cuộc đời trong dòng kín ẩn mình ở phần đất thấp của thành phố nhỏ bé Lisieux. Chết bé nhỏ vô danh vì bệnh lao phổi, đến nỗi mẹ bề trên phải bối rối thốt lên trong ngày an táng. Teresa chẳng làm được việc gì khi còn sống, nên không biết phải nói gì về chị trong bài điếu văn. Nhưng thật kỳ diệu khi thế giới khám phá ra, tất cả những nhỏ bé của Teresa đã che giấu một trái tim và một tình yêu vĩ đại, khi giáo hội tìm thấy một vị thánh lớn với con đường nên thánh rất bé nhỏ. Một lịch đạo tuyệt vời nơi một nữ tu đơn sơ, vô danh tiểu tốt mà phần lớn đời tu là đau bệnh. Thực vậy, khi người ta say sưa làm của cách mạng tình yêu mà không biết tình yêu là gì, giải phóng phụ nữ mà không biết phụ nữ là ai, bởi ngay từ đầu, vì cuồng nhiệt đã lẫn lộn tình yêu với tình dục, để rồi chỉ cởi trói tình dục, mở cửa cho tình dục, tháo cương tình dục mà hoàn toàn bỏ quên tình yêu. Đáng buồn hơn nữa, khi tình yêu không những bị lãng quên mà còn bị khước từ, tiêu diệt và bị sử dụng như phương tiện phục vụ duy nhất tình dục. Thế giới từ hai thế kỷ trước đến nay là thế giới không ngớt nói về tình yêu, ca tụng tình yêu, vinh danh người phụ nữ. Nhưng chính thế giới này lại đang làm ngạt thở tình yêu, bóp chết tình yêu và chà đạp nghiền nát người phụ nữ hơn cả. Cứ xem những phim ảnh, trang mạng, sách báo dâm ô thì biết tình yêu đã chết từ bao giờ và chỉ còn tình dục thống trị. Cứ nhìn cảnh những người đàn bà bị đem bán làm đồ chơi tình dục, trẻ em nữ bị bắt cóc làm gái trong các động mại dâm thì biết thân phận người phụ nữ, nhân phẩm người đàn bà bị coi rẻ, khai thác cạn kiệt đến mức nào. Cứ đọc qua những con số chóng mặt của thống kê, những phụ nữ buộc phải phá thai, bị bạo hành trong nhà ngoài đường, và tình trạng bất bình đẳng nam nữ trong mọi lĩnh vực thì biết quyền làm đàn bà bị tước đoạt đến cỡ nào. Và càng ngày, người ta càng nhận ra tình yêu vắng bóng kéo theo sự mất mát, phá sản khủng khiếp của giá trị tình yêu và người phụ nữ trong xã hội. Teresa đã được Thiên Chúa gửi đến cho thế giới hôm nay như bông hồng rất lãng mạn của Thiên Chúa tình yêu trao tặng con người. Chính bông hồng tình yêu Teresa này đã trả lại cho con người giá trị cao đẹp và ý nghĩa đích thực của tình yêu, nhất là nâng cao phẩm giá của người phụ nữ trong xã hội và trong giáo hội. Từ nay, tình yêu vốn gắn liền với người phụ nữ sẽ không còn bị coi là đồ phụ tùng tầm thường, phương tiện rẻ rúng, bánh vẽ hão huyền, chiêu trò bịp bợm, nhưng là ơn gọi,
của lễ hy sinh mang vẻ ơn cứu độ và yếu tố quyết định giá trị của mọi việc làm. Hoa hồng tình yêu Teresa là một ơn gọi, nghĩa là tình yêu không còn là một ngón ăn chơi, một kỹ năng thỏa mãn bản năng, một trá hình che đậy ham muốn hạ đẳng, nhưng là một khao khát hướng về Thiên Chúa là chân thiện mỹ tuyệt đối mà chỉ tình yêu mới có thể đạt được. Tình yêu là ơn gọi. Khi tình yêu hướng đến chính Thiên Chúa là tình yêu, khao khát Thiên Chúa là tình yêu, và kết hợp trong tình yêu là chính Thiên Chúa. Ơn gọi vì ở đó có tiếng gọi. Có tiếng Thiên Chúa là tình yêu réo gọi con người đi vào tình yêu, đón nhận tình yêu, sống trong tình yêu là chính Ngài. Tình yêu từ nay không còn là tình yêu lép vế tình dục. Tình yêu bị tình dục biến thành bung sung lá chắn, tình yêu nô lệ của ham muốn xác thịt, nhưng là tình yêu Thiên Chúa, tình yêu sáng tạo, tình yêu cứu độ, tình yêu ban sự sống bình an. Ngoài tiếng gọi, trong ơn gọi còn có ơn sủng, là hồng ân của Thiên Chúa ba ngôi tràn trề trên người được gọi, để tình yêu có giới hạn của nhân loại được tháp nhập tan biến vào Thiên Chúa là tình yêu vô hạn và rất thánh. Hoa hồng tình yêu Teresa là tình yêu cứu độ. Bởi bông hồng bé nhỏ ấy từ nay không còn là bông hồng của bụi hồng mọc lên từ đất, nhưng được ươm trồng từ cạnh sườn Đức Giêsu trên thánh giá và lớn lên nở hoa với đau khổ và cái chết cứu độ của Đức Giêsu. Chính từ nước và máu của cạnh sườn bị đâm thủng của Thiên Chúa chịu đóng đinh mà bông hồng tình yêu Teresa được diễm phúc cùng Đức Giêsu mang về ơn cứu độ cho các linh hồn. Vì thế, để được là bông hồng cứu độ, Teresa phải chấp nhận thánh giá. Bởi không có thánh giá sẽ không có ơn cứu độ, vắng bóng thánh giá sẽ chẳng tìm được ơn cứu sống, chối từ cái chết ô nhục tức tưởi trên thánh giá, sẽ không bao giờ thấy ngày phục sinh huy hoàng của tình yêu. Không gì lớn hơn là chết cho người mình yêu. Thực vậy, Teresa đã ý thức ơn gọi của mình là tình yêu, nhưng là tình yêu hiệp thông đau khổ để được hiệp công cứu độ anh chị em mình với Đức Giêsu. Vì thế, tình yêu ấy là tình yêu luôn mặn đắng hy sinh, và hoa hồng ấy không thể thiếu gai nhọn làm nhức nhối khổ đau. Hoa hồng tình yêu Teresa là tình yêu lớn trong việc nhỏ. Người đời có khuynh hướng làm những việc lớn, những sáng kiến hoành tráng, những công trình vĩ đại để tỏ tình với người mình yêu mến, kính trọng, mà từ chối những việc nhỏ bé thường ngày, bỏ quên những ân cần tế nhị trong sinh hoạt bình thường, và không thích làm những việc tỉ mỉ, vụn vặt, còn con của đời thường. Chính vì đi tìm những việc lớn, những chuyện quan trọng, những sự kiện ghi dấu ấn một thời, mà người ta đánh mất ý thức và thói quen yêu thương, chỉ vì trong đời thường, chuyện lớn, việc vĩ đại, sự kiện hoành tráng, biến cố lịch sử thì hiếm hoi, mà chuyện nhỏ, việc linh tinh, sự kiện bé tí teo thì vô số và nhan nhản trong nhà, ngoài phố, với gia đình, bạn hữu, đồng nghiệp, hàng xóm, người thân kẻ lạ. Teresa đã hiểu được đòi hỏi của tình yêu đích thực là làm tất cả mọi việc, dù bé nhỏ đến đâu, với một tình yêu lớn. Với Teresa sẽ không có tình yêu nhỏ, việc nhỏ, bởi đã là tình yêu thì phải là tình yêu lớn, để có thể làm lớn tất cả mọi sự, mọi việc dù nhỏ to, lớn bé, quan trọng hay nhỏ nhặt, tầm thường. Giá trị từ nay không còn ở công việc, sự kiện, nhưng ở tình yêu, vì giá trị của sự kiện, việc làm sẽ được tình yêu lớn biến đổi. Hoa hồng tình yêu Teresa là tình yêu trong trái tim giáo hội. Teresa vô cùng hạnh phúc khi khám phá chỗ đứng của mình khi chị viết trong nhật ký: "Con đã tìm ra chỗ đứng của con trong giáo hội. Chính Thiên Chúa đã cho con chỗ ấy. Trong trái tim giáo hội, con sẽ là tình yêu, và như thế con sẽ được là tất cả." Không còn có thể nghi ngờ tình yêu của Teresa dành cho giáo hội, một tình yêu tuyệt vời, trọn vẹn và tha thiết. Với tình yêu, chị Thánh muốn trở thành linh mục thừa sai, chịu tử đạo, bôn ba khắp tứ phương thiên hạ, từ khai thiên lập địa đến ngày tận thế, để loan báo tin mừng Thiên Chúa yêu nhân loại. Chị Thánh không ngần ngại, sợ hãi, do dự bất cứ điều gì, trước bất cứ khó khăn nào, miễn được yêu Đức Giêsu và giáo hội của Ngài đến tận cùng, bằng hết tình yêu và cuộc đời mình.
Yêu giáo hội là khao khát mãnh liệt, nóng bỏng, sôi sục trong trái tim chị Thánh. Và chính tình yêu này thôi thúc chị mỗi ngày trở nên của lễ hiến tế toàn thiêu trọn vẹn hơn trong đau đớn của thân xác bệnh hoạn và thử thách cam go rướm máu của tâm hồn. Lạy chị Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, mừng lễ chị Thánh, chúng em xin chị gửi cho chúng em những bông hồng tình yêu từ trời như chị đã hứa khi còn sống. Tôi sẽ làm mưa hoa hồng xuống thế gian. Với những cánh hoa hồng tình yêu bé bé xinh xinh của chị, bọn em sẽ không phung phí hủy hoại tình yêu, nhưng biết noi gương chị đón nhận tình yêu như ơn gọi và sống ơn gọi tình yêu bằng chính sự sống của Đức Giêsu chịu đóng đinh. Để tình yêu bé nhỏ trong Đức Giêsu trở nên ơn cứu sống, ơn chữa lành, ơn bình an cho tất cả mọi người. Cũng với tình yêu lớn cho mọi việc nhỏ, bọn em sẽ theo chị len lỏi vào trái tim giáo hội để cư ngụ ở đó mà yêu thương, phục vụ như Thiên Chúa là tình yêu mời gọi. Có một nụ hoa hồng bé nhỏ, có một nụ hoa thơm ngát trời xa, là Teresa với tình yêu đơn sơ. Teresa suốt đời như em thơ, người như em thơ bên Chúa là mẹ hiền, người như bông hoa thơm ngát trong tình cha. Nguyện Teresa bông hoa nồng thắm tình cha, nguyện Teresa đưa con theo lối người qua trên cõi thiên đường. Ngày xưa người ước mong sao đem Chúa cho mọi người. Ngày xưa người ước mong sao bước loan truyền chân lý. Xin dạy con sống trên đời luôn làm nhân chứng nước trời, để mọi người được luôn nhận biết Chúa yêu người. Suốt một đời vui là khiêm nhường bé, để rồi người bay tới trời cao. Đường lên thiên cung có người đưa con đi, dạy con tin yêu giữa ngàn muôn gian nguy. Người như cơn mưa rơi xuống ngàn độ, để con an vui đi đến nơi chờ mong. Nguyện Teresa bông hoa nồng thắm tình cha, nguyện Teresa đưa con theo lối người qua trên cõi thiên đường. Hãy gieo buông cánh hoa hương, gieo rất yêu thương để bước con đi trên đường. Ngày xưa người ước mong sao được chết cho nước trời. Ngày xưa người ước mong sao lấy máu đào minh chứng. Xin dạy con sống kiên cường, cho dù nguy khó chấm đường, để mỗi ngày niềm tin rực sáng suốt cuộc đời. Nguyện Teresa bông hoa nồng thắm tình cha, Teresa.